Sáng 1 tháng 4 năm 2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã họp khẩn xem xét các vấn đề liên quan tới vụ vi phạm pháp luật tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Sau khi Công an thành phố Hà Nội phát hiện đường dây buôn bán và sử dụng ma túy tại đây, ngay sau cuộc họp, Bộ Y tế đã cử một đoàn công tác gồm lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, vụ pháp chế và thanh tra bộ tới làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đây không chỉ là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là những vi phạm nghiêm trọng quy trình quản lý bệnh viện và các quy chế quy trình chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh. Trên cơ sở kết quả làm việc, Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tạm đình chỉ công tác chuyên môn để hợp tác với cơ quan điều tra đối với các cá nhân liên quan, bao gồm bác sĩ Đỗ Thị Lưu, trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, điều dưỡng Tạ Thị Thêm, điều dưỡng trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, nơi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân vừa bị Công an thành phố Hà Nội bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng bệnh nội trú của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Bộ Y tế chỉ đạo bệnh viện hợp tác chặt chẽ với cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu tập thể lãnh đạo bệnh viện tiếp tục kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan, rà soát và chấp hành nghiêm các quy định, quy chế quản lý bệnh viện và trong hoạt động khám chữa bệnh. Đồng thời cần ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế yên tâm công tác, đảm bảo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho các bệnh nhân.